Quên chìa khóa, quên điện thoại, quên ví, thậm chí là quên luôn tên của người vừa mới gặp. Chắc hẳn là bạn cũng đã từng vài lần đãng trí như vậy. Người già đãng trí do tuổi tác thì đã đành, người trẻ đãng trí là do đâu? Đó chính là những cái thói quen nhỏ nhặt hàng ngày, chúng giống như kiểu là kẻ cắp vô hình lấy trộm đi trí nhớ của chúng ta một cách từ từ. Thứ nhất là thói quen ngồi lâu một chỗ sẽ làm lưu thông máu kém, không cung cấp đủ máu lên não, não bị thiếu oxy và ảnh hưởng đến hoạt động tư duy. Hai là thói quen ngủ không tốt. Mất ngủ kéo dài, thức khuya hoặc là ngủ quá nhiều sẽ làm rối loạn đồng hồ sinh học và cơ chế ngủ của cơ thể. Chất lượng giấc ngủ giảm sút kéo theo khả năng tập trung này, ghi nhớ hoặc là xử lý thông tin cũng giảm sút theo. Ba là thói quen tiêu thụ thông tin thụ động. Thay vì đọc và tiếp nhận thông tin một cách có ý thức thì rất là nhiều người chỉ đơn thuần là lướt, lướt, lướt và lướt một cách vô thức những cái thông tin trên mạng xã hội mà không cần tập trung hay suy nghĩ gì cả. 4. Là thói quen ăn uống không lành mạnh. Chế độ ăn nhiều chất béo, nhiều đường, nhiều muối sẽ làm tăng nguy cơ mắc các chứng về sa sút trí tuệ. Và để cải thiện tình trạng đãng trí thì chỉ còn cách là sẽ thay thế những cái thói quen xấu bằng những cái thói quen tốt. Hãy lập kế hoạch tập thể dục đều đặn ít nhất là 3 ngày một tuần, từ 30 phút đến 1 tiếng. Nên ngủ trên 6 tiếng và dưới 10 tiếng một ngày và nên đi ngủ trước 23 giờ. Thiết lập thời gian giới hạn về việc xem các nội dung giải trí trên Internet. Thử tham gia vào các hoạt động tinh thần như là đọc sách này, học một kỹ năng mới này, gặp gỡ bạn bè hoặc là tham gia vào một cái câu lạc bộ mà mình yêu thích. Tăng cường bổ sung các thực phẩm dầu omega 3 như cá hồi, cá ngừ, hạt lanh, hạt chia hoặc các thực phẩm chức năng bổ não như viên uống dầu cá omega 3 của thương hiệu Orihiro Nhật Bản. Điểm đặc biệt của loại này là có chứa hai loại axit béo vô cùng quan trọng cho não bộ là EPA và DHA. Orihiro Nhật Bản đã lựa chọn cá ngừ biển sâu giúp đảm bảo nguồn dầu cá tinh khiết và chất lượng cao, kết hợp cùng công nghệ tiên tiến giúp dầu cá không có mùi tanh khó chịu, không làm ợ hơi đầy bụng. Nên bổ sung 2 viên mỗi ngày đối với độ tuổi từ 9 đến 15 tuổi và 4 viên mỗi ngày đối với người trưởng thành để não bộ được chăm sóc khỏe mạnh. Một lọ như thế này sẽ có 180 viên sử dụng trong vòng 45 ngày, rất là tiết kiệm. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản và có giấy công bố từ Bộ Y tế nên là mọi người yên tâm sử dụng nhé.